Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đi vào hoạt động sớm nhất trong số các nhà máy nhiệt điện ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Cùng với sản lượng điện hàng năm gần 7,2 tỷ kWh là lượng tro xỉ phát thải khoảng 1,3 triệu tấn. Đến cuối năm ngoái, công ty nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ với 7 đơn vị. Thế nhưng, trong thực tế, một lượng lớn tro xỉ vẫn phải đang lưu giữ tại bãi chứa. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay vẫn đang còn những cái vướng mắc, những cái chậm trễ. Đó là mình làm sao mình cần thêm cái hướng dẫn để mà việc tro xỉ mình thực sự được các cái chủ đầu tư, được các cái nhà thầu người ta sử dụng vào trong các cái công trình cụ thể. Dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đang thiếu 850.000 mét khối đất đắp. Tiến độ dự án nguy cơ không kịp so với thời hạn đưa vào sử dụng là 30 tháng 4 năm nay. Dự án cao tốc này cũng ở địa bàn Bình Thuận, không quá xa trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Câu hỏi đặt ra, thay vì chôn lấp tro xỉ như thế này, tại sao không dùng tro xỉ thay cho đất đắp nền? Ở Việt Nam chúng ta cũng đã có cái tiêu chuẩn cơ sở. Tuy nhiên là cái thực nghiệm, cái mà áp dụng trực tiếp vào trong một cái dự án thì theo tôi được biết đến nay là chưa có dự án nào. Năm ngoái, lượng tro xỉ phát thải từ 29 nhà máy nhiệt điện trên cả nước lên đến 16 triệu tấn và dự báo sẽ lên đến 20 triệu tấn vào năm 2025. Đến lúc này, lượng tro xỉ dùng làm vật liệu xây dựng chiếm chưa quá một nửa lượng tro xỉ phát thải và hiện vẫn còn tồn đến 48 triệu tấn. Tỉnh hiện nay đã có văn bản để hỏi các cơ quan trung ương là tiếp tục là hướng dẫn cho nó cụ thể hơn. Sau cũng phải có những cái chính sách để làm sao đưa cái vật liệu này vào là ít nhất là cũng làm được vật liệu sản lắp. Một khi tro xỉ thành vật liệu xây dựng thì sẽ giải quyết bài toán môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế, nhất là khi những nguồn vật liệu xây dựng lâu nay ngày càng thiếu hụt. Điều này là quá rõ ràng. Nhưng đến khi nào tro xỉ mới được tiêu thụ mạnh để làm vật liệu xây dựng thì lại là điều chưa rõ ràng, bởi vẫn còn đó những nút thắt chưa tháo gỡ.